Cái khúc gì đây? Mở cái tủ ra được không? Không được, không được. Mở tủ này thì sao? Chết mẹ chưa đủ cái gì vậy? Thế bẩm tạm biệt thời gian, chọc 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 búp bê, giật lại chọc búp bê, không được không được. Bập 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 chết mẹ, xém xém rồi, xém rồi, xém cút rồi, xém cút rồi. Màu trắng đủ, màu trắng đâu, màu trắng nè, ở đây màu trắng nè. Hên 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 đồ mà tôi lo nhìn nó, tôi tưởng cái gì. Xin chào các bạn đến với channel của mình và mình là Monster đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục với tập tiếp theo của series Bobby Playtime đây. Và trước khi vào video này thì mọi người sẽ cho mình xin một like, đăng ký, ủng hộ mình cũng như là giúp cái thêm nhiều động lực hơn rất nhiều về đồng chất là hơn nha. Kéo à? Ủa sao nó kéo nguyên vòng vậy ta? Sẽ bập bập à, kéo nó ra ngoài đúng không, đúng không, đúng không? À rồi 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 rồi, khôn rồi đó, tôi khôn rồi đó, tôi khôn rồi đó. Ơ kéo à, rồi. Rồi giới lên. Cái đường này là cái đường gì đây? Đồ, mấy cái phần 2 này đã ha. Chưa mà, chưa mà. Chưa mộng cố, chưa ấy gì mà. Ê, đợi em, đợi em. À rồi rồi, mình lên đây. Mình lên. Ê, từ từ, trời ơi, chưa lên mà quỷ này. Lên, rồi, lên lên lên. Xong nói quá cục này. Khúc này nè. À rồi tôi hiểu rồi. Ui xây. Tưởng như lao. Lên bú. Rồi lên. Cho em lên cái anh ơi. À quên quên. Có điện rồi bấm cái nút thôi. Mà chắc. Đủ đủ đủ. Cái gì vậy ông cô. Ui xời ơi. Đang đi xì cái giật cái mình nè. Rồi. Rồi, bú cái ghế ra, đẩy cửa vô. Ủa, sao quay chỗ cũ vậy? À, đúng rồi, đúng rồi. Tôi phải tới đây. Tôi ảnh cái bàn tay xanh lá của tôi lên. Gạt cần số. Tiếp, tiếp. Rồi, khờ nữa rồi, má khờ thiệt cái chứ. À, đây nè, đúng không? Có đường đi xuống nè. Rồi, rồi. Ngon cơm, ngon cơm. Thấy mẹ đóng cửa rồi, rồi nữa hả? Đừng nó bấm số bấm màu nữa nha, lại luôn. Welcome. Nè nè nè. Nè mày lú cái đầu ra, lú ra. Bóp nè con, tiếp tiếp. Tiếp theo, tiếp theo. Mẹ à mẹ. Ê, hộp hộp mẹ gì? Cút cút vô, cút vô. Thằng nào nữa? Nào nữa? Cút vô. Tiếp. Cút vô, cút vô, cút nè. Ê, cút. Cút đi. Má tập trung dữ thần rồi đó, tập trung dữ thần rồi đó. Chừng nào mấy con này mới mới hết vậy? Quê, 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 xém rồi, xém rồi. Thời khúc này tôi chóng mặt quá. Tôi quay quá quay rồi, tôi quay quá quay rồi. Vô con. Tiếp theo, tiếp theo. Ê, hộp hộp. Chứ má khúc này mất thời gian của tôi thực sự. Ngủ ngon rồi. Sao lên? Cái khúc này. How to? Tôi coi của tôi leo lên cái thành tôi đi được không? À được nè. À rồi, hay quá. Rồi. Bu lên. Bu lên rồi, lụm tiền. Bu qua bu lại. Ý. Hứ. Ok. Giờ phải tìm cái xe để nó hút cái gì đây nè. Á đồ, bà nội nó. Ê, nó hả? Ê, anh ơi. Anh ơi. Ý, gặt con, gặt, gặt đi. Cảm ơn, cảm ơn. Rồi, từ. Mình nghe tiếng nó hạ cái gì xuống á. Ôi giời, đúng là có con ma này, con ma kia ha. Mà đít mà đát chứ. Rồi, bây giờ mình đi kiếm xe thì mình quần què gì. Má tưởng cái bao bao boxing không? Điện. Lấy điện bên đây, qua bên đây. Đồ mẹ, được đó nha. Rồi, ngon. Ở đây nè. À, đây rồi.
À, đây 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 đây. Mở cửa ra. Rồi, bây giờ phải làm gì nữa? Đồ mới có cái cống chưa vô nè. Tôi xem nha. Đi ra đâu? Ma đẹp mà dễ thương nữa. Ờ, má thiệt, ma này dễ thương dữ trời. Đúng, kéo xe. Ê chết mẹ, kéo hộp. Kéo. Ồ. Vô con. À, xong rồi. Đó, đồ mà rồi. Khúc này xe đẩy xuống. Đùng. Mày đi. Hello chuột trộn phô mai nha. Hello mọi người. Để tôi xem coi vô đây. À đây nè, cái hố này nè, bà nội nó. Mọi người chỉ cái hố này, tôi nhảy cái hố khác bảo sao tôi không cút. À đi lên. Rồi. Bây giờ mình tới cái nhiệm vụ thứ ba này đúng không? Nếu không nhầm là như vậy. Rồi, máy nhiệm vụ thứ ba nó có khó cái nhiệm vụ thứ hai không ta? Rồi, cái nhiệm vụ thứ ba đừng có kiểu như là mất thời gian nữa nha ba. Thề luôn. Rồi, hai tay được nè. Kéo ra. Chọc. Vô đây. Ê. Nó đã. Truyền điện. Đù, máy điện nó giật. Ít kìa. Bóp vô. Ừ. Ủa? Gì vậy? Ủa kìa. Ủa không được. Nè, tôi nói điện hết rồi mà. Mà sao khúc này? À rồi nè, bà nội nó là trời, cái lúc nó thích cho vô là nó cho, không cho là nó không cho. Rồi. Xong nhiệm vụ này còn căng nữa hả anh hả? Rồi luôn. Rồi để ráng xong nhiệm vụ này. Tối thui luôn, chết mẹ rồi, vô cái đường gì rồi? Vô đường cầu bơ. Hello. Hello. Má mày. Ê, quên. Rồi, chạy. Đi mày. Ê. Sao đường cục nữa rồi? À đây là leo lên đây. À đây là. Đúng nó kìa. Cục đó. Đu dây hả? À đu dây. Đu. Chết mẹ. Đu dây. À. Anh nhìn thẳng ngay anh hả? Rồi ok, đừng xây màn hình hả? Ok. Chui vô lỗ cống. Đồ mà có chữ hạt nữa là sao? Là hạt luôn hả? Tiếp, chạy. Đứng im. Ra. Ý, chó con. Lụm. Chết mẹ đường cột. Thôi xong. Chết mẹ chưa. Trời ơi đủ. À đù mấy đường dễ đây nè bà nội ơi. Trời đất ơi. Bú đi cái đường khó. À đây rồi. Ánh sáng cuối con đường. Đi. Má tôi ngồi tôi tê cái giò cứ ngắt luôn. Nó kìa. Là mình phải nhảy lên đây đúng không? Chết mẹ. Té rồi. Đứng im. Lội, đủ lội trong cái đống đổ này. Ê, đây nè. Đu lên con. Ừ, á, chết mẹ.